đó là trung vệ số 14 Văn Khánh. Phước Trần biên phải tốt, rất nguy hiểm. Tỷ số là 1-0 dành cho các cầu thủ của Gió Mao Hoàng Linh. Tình xu hướng lên bóng dành cho các cầu thủ số 3 Hoàng Linh ở cánh phải, và có vẻ như người ghi bàn là cầu thủ mang chiếc áo số 11 Văn Khánh. Thành quá trường á, lại quá đẹp trai này nè. Quá trường á. Như vậy là đã không có bất ngờ nào xảy ra khi mà bàn thắng đến dành cho đội bóng có nhiều những cơ hội hơn. Số 3 Hoàng Linh. Cũng cú đá rất nét. Văn Trình. Và bây giờ là phần công nhanh của các thủ số 3 Hoàng Linh. Những tình huống bật nhà rất nhanh. Duy Lợi có thể dứt điểm từ xa. Tỷ số được các bạn là 1-1 dành cho trận đấu này. Và là bàn đến từ cầu thủ ba chéo số 10, người đá tấn công lệch trái của các thủ Duy Quý. Bầu của Duy Quý vừa thông báo ngay bàn thắng đầu tiên thường hai củ. Hai củ mới sợ chứ còn hai trai thì nghe nó bình thường lắm. Lịch đầu năm và chúng ta có những sự hứng khởi dành cho các cầu thủ của hai đội. Tuy nhiên là với tình huống đá vào góc vừa rồi nó cũng không phải là quá khó khăn đối với thủ thành Văn Thắng bên phía CJ Quý. Nguy hiểm! Một tình huống đưa bóng lên từ phần sân nhà. Bàn thắng dành cho thủ thành Văn Thắng. Nó như một món quà đầu năm dành cho thủ môn này, và anh đã giúp cho các thủ của FC Duy Quý có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Một chút phán đoán sai của thủ thành Quý Onana đã khiến cho anh phải vào lưới nhận bóng một cách khá bất ngờ với bàn thắng này. Một siêu phẩm được lốc lên từ phần sân nhà của thủ thành Văn Thắng. Những bàn thắng của các thủ môn mà chúng ta có thể nói là không thường thấy ghi ở những trạng thái như vừa rồi, nhưng nó đã xảy ra. Của các thủ áo đỏ họ được hưởng nhiều hơn cả phạt góc lẫn những quả đá phạt nguy hiểm. Đây rồi, tình huống đánh đầu thành bàn dành cho các cầu thủ của Gió Mao Hoàng Linh. Có vẻ như đó là cú đúp dành cho số 14 Văn Khánh. Tỷ số được cân bằng là 2-2. Một pha bật rất cao của cầu thủ bên phía Gió Mao Hoàng Linh. Anh đã loại toàn bộ hệ thống phòng ngự của đối phương và đến đầu một cách rất thoải mái. Các thủ áo đỏ họ đã lùi đội hình về khá sâu và chỉ để một mình Văn Khánh ở tuyến trên. Phía trong kia không vào. Một pha gạt bóng rất bao hiểm. Sẽ có quả đá phạt góc dành cho các thủ số 3 Hoàng Linh. Tình huống pha bóng vừa rồi nó chỉ chạy khung thành trong gang tấc mà thôi. Chắc chắn là có những sự giật mình ở trong tình huống này. Hồ Thứ Báo chính là người đã phá bóng ra. Hệ thống phòng ngự lúc này sẽ được trao lại cho Duy Lợi. Cầu thủ mang chéo số 10 đó là Duy Lợi. Pha mất bóng rất nguy hiểm. Tỷ số là 3-2 dành cho các cầu thủ của số 3 Hoàng Linh. Một pha xoay sở không thành của Duy Lợi và anh đã không thể đưa bóng lên. Tình huống ghi bàn của Quang Seco. Sự đổ bóng của Quang Seco đã giúp cho anh có được bàn thắng. Hơi tiếc dành cho Duy Lợi và các cầu thủ số 3 Hoàng Linh. Những sai số ở trong hệ thống phòng ngự như vừa rồi cần phải tránh trong bối cảnh mà các cầu thủ của Gió Mao Hoàng Linh là những người rất chủ động trong việc nhập cuộc ở trận đấu ngày hôm nay. Cơ hội quá chừng, không phải, đó tình huống xử lý của Cường Sport, nguy hiểm. Cú đá lần này là bóng đã xoáy ra ngoài. Có những sự cầu hứng dành cho vị trí của Quang Seco khi mà anh đã vừa có được bàn thắng và vừa rồi tiếp tục tung trần. Cú xoay người vào dứt điểm, bóng lại xoáy ra ngoài và không có phạt góc. Dần lấy lại thế trận, thiết lập lại trật tự. Có những thời điểm họ gặp khó khăn rất nhiều, đó là thời điểm mà họ bị đối phương vượt lên. Goal! 4-2 dành cho các thủ số 3 Hoàng Linh. Một đường truyền loại toàn bộ hệ thống phòng ngự của đối phương. Rất nhịp nhàng trong tình huống vừa rồi và người ghi bàn đó là số 9 Cường Sport. Một pha xe nách, người kiến tạo đó là tiền đạo số 11 Văn Khánh. Hệ thống phòng ngự của các cầu thủ bên phía FC Duy Quý vừa rồi đã bị lố đà. Và việc họ bị cho số 9 Cường Sport băng xuống và ghi bàn
là một điều khó tránh. Hòa Trường rất nguy hiểm, không vào. Nếu như tình huống trước đó của Cường spot tốt như thế nào thì pha bỏ lỡ vừa rồi là tiếc như vậy. Khi đó là tình huống mà anh đã có được một khoảng trống mênh mông. Hóa Trường đã truyền bóng trả lại không khác gì một kiến tạo cho chính tiền đạo đối phương. Tuy nhiên Cường spot lại có phần nào đó giật mình và dứt điểm bóng vượt xa ngang. Gặp khó. Dĩ Lợi. Hóa Trường. Bóng xoáy ra ngoài. Một cú đá rất uy lực nhưng đáng tiếc là bóng đã chạm vào một cầu thủ đỏ và chạy hướng. Sẽ có hoạt góc cho các cầu thủ Duy Quý mà thôi. Cần phải có những pha bóng mẫu mực và chủ động cao như vậy. Bóng đã chạm vào chân của phía Angola. Vơ Trần. 2-1 dành cho các thủ số 3 Hoàng Linh. Văn Khanh. Quang ơi, thủ môn của các thủ Duy Quý đã bị đánh bại rồi. Tỷ số là 5-2 dành cho các cầu thủ của xóm Ba Hoàng Linh. Hiệp quét là người ghi bàn ở trong tình huống vừa rồi. Mải mê dâng cao và khiến cho hệ thống phòng ngự của các thủ viên phía Duy Quý đặt mình ở trong trạng thái 2-1. Ngay cả thủ thành Quái Kiệt cũng đã cố gắng để băng ra kiểm soát tình hình nhưng cũng không thể thành công. Một lần nữa thì Văn Khanh tiếp tục có thể dứt điểm. Hơi chậm mất rồi. Quang Seco. Đó là 2-1 sẽ cho Quang Seco và anh đã dứt điểm thẳng. Tỷ số được nâng lên là 6-2 dành cho các thủ số 3 Hoàng Linh. Cú đúp dành cho Quang Seco khi anh vừa trở lại trong trận đấu này. Pha bóng này thì anh hoàn toàn có thể chuyền bóng sang cánh còn lại, đồng đội đứng rất trống và cũng là một tình huống dứt điểm. Dứt điểm ở phía sau sẽ là Thoa Trần, nhưng kiểu khả năng là Văn Thắng rất nguy hiểm. Một cú đá thẳng nhưng có vẻ như là Hữu Tiến lại là người chặn bóng lại. Đồng đội của Văn Thắng. Tuy nhiên ở tình huống quay chậm chúng ta có thể thấy đó là Quang Trường, ngay cả thủ môn số 6 cũng đã băng ra rất xa để cùng nhận những đường truyền trả về của đội. Không những tấn công hay mà khả năng đổ bê tông cũng là ấn tượng của số 3 Hoàng Linh. Văn Thắng đường truyền vào. Cuối cùng cũng có pha làm bàn trong hiệp đấu này dành cho các cầu thủ của Duy Quý. Người ghi bàn đó là cầu thủ Marcel số 14 Hữu Tiến. Đó là bàn thắng thứ 3 của họ ở trận đấu này. Văn Thắng là người đã thực hiện đường truyền vào ở trong tình huống vừa rồi. Và tất nhiên ở phía trong, cú đặt lòng rất gọn gàng dành cho Hữu Tiến là khó có thể tránh bàn thua của Quý Onana. Lukaku quá cao mất rồi. Như vậy lúc này thì trọng tài cũng thổi còi để khép lại thời gian thi đấu chính thức trận đấu của các cầu thủ xóm 3 Hoàng Linh và các cầu thủ Duy Quý FC. Tỷ số chung cuộc dành cho đáng 6-3 cho các cầu thủ xóm 3 Hoàng Linh. Đã không có bất ngờ nào xảy ra và họ vẫn đang duy trì được nhiệt độ của mình. Xin chúc và hai đội bóng các thành viên sẽ có một năm 2024 thành công và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong từng trận đấu. Và cảm ơn những sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hãy cùng truy cập vào fanpage vào lúc 18 giờ tối mai để theo dõi trận đấu giao hữu quốc tế. Còn bây giờ tôi Đại Nhiên và anh em ekip thân ái chào tạm biệt.